Phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 10, 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay là chương trình phân tích vai trò báo chí trong chiến tranh Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi phần 1 do Phan Lê Dũng và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại nhà văn Phan Lê Dũng, một trong những dịch giả dịch của rất là nhiều những tác phẩm của người Mỹ qua tiếng Việt. Và cái cuộc tiếp xúc của chúng tôi cũng để nhằm tìm hiểu về một số những cái nhận định của Phan Lê Dũng về những nhà văn, nhà báo hoặc là những ký giả quân đội của Hoa Kỳ cũng giống như Việt Nam mình trong chiến tranh Việt Nam. Lý do là tại vì sau khi lễ lao động của Hoa Kỳ năm 2019 vào ngày thứ hai đó thì chúng tôi có được biết một cái tin đó là có 81 hài cốt của những người chiến sĩ nhảy dù, những anh hùng mũ đỏ đã tử nạn năm 1965 ở vùng gần A Lưới, A Sao. Khi mà chúng tôi được biết tin tức như vậy đó thì chúng tôi mới thấy rằng ủa, tại sao tới mấy chục năm mà chúng ta mới biết được những cái tin như vậy, và cái tin nó còn cho biết thêm nữa là những người đó khi mà đi lên những cái phi vụ đó thì chuyến bay cũng không được biết và cũng không biết cái cuộc hành quân đó nó ở ghi ở trong cái sổ sách như thế nào. Nhưng mà may mắn nhờ một cái kỹ thuật văn minh của người Hoa Kỳ trong vấn đề phân loại DNA nên biết trong đó có 85 người và 4 cái DNA là thuộc của người Mỹ thì đã được định danh, tại vì người Mỹ họ có những cái record về DNA để mà biết ai đi ra chiến trường, để mà khi mà có xác thì họ nhận được. Nhưng mà riêng 81 người Việt Nam thì không biết ai ở trong đó và tên họ như thế nào. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà khi chúng ta mới biết thôi, chứ sự thực trong lúc chiến tranh cũng giống như là trong lúc mà chúng ta đi di tản cho mãi cho tới ngày lễ lao động vừa rồi đó thì chúng ta mới biết có những cái tin tức như vậy. Do đó nên cái câu hỏi ở đây đặt ra là cái vai trò của người ký giả, vai trò của những cái vấn đề thông tin, vai trò của những người viết những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, nó có sự thực, nó làm đúng cái chức năng của nó hay không. Đó là lý do chúng tôi có cuộc tiếp xúc ngày hôm nay với anh Phan Lê Dũng. Trước hết xin được chào Phan Lê Dũng. Dạ, yeah. Chào anh Võ Thành Nhân, chào các khán thính giả tại SBTN. Khi mà chúng ta nói cái vai trò của người ký giả trong chiến trường, bất cứ chiến trường nào cũng vậy, thì cái ghi nhận của Phan Lê Dũng về cái người ký giả hoặc là những người phóng viên chiến trường ở trong chiến tranh Việt Nam và các quốc gia khác, khi mà chúng ta thấy được một số những cái bạch quá như vậy đó, thì có những gì mà chúng ta ghi nhận được để mà chúng ta so sánh, có sự khác biệt không? Khi mà nói về vấn đề ký giả đó thì riêng bản thân tôi, ông có một ông cậu, ông cũng là ký giả. Lê Thiệp. Vâng. Thì ông là, dĩ nhiên cái tình cậu cháu thì mình không nói làm gì ngoài cái chuyện ký giả, nhưng mà có một điều phải nói là tôi rất là ngưỡng mộ những người ký giả đó, và đã có một thời gian tôi nhìn hình ảnh của ông cậu tôi như là một trong những người, một cái hình ảnh lý tưởng mà tôi, con người tôi sẽ nối bước để đi theo. Cái đó là hồi nhỏ mình nhìn thấy hình ảnh của ông cậu mình như vậy. Cái việc thứ hai mà tôi muốn nói đến là có nhiều cái suy nghĩ khi mà tôi lớn rồi, tôi cảm thấy có cái nhìn khác với ông cậu tôi và một số những người bạn về ký giả mà lúc đầu tôi cho là họ có vẻ là bị cái cuộc chiến ám ảnh nhiều quá. Tôi không biết là điều đó đúng hay không, nhưng mà cái nhìn của họ về những ký giả Hoa Kỳ chẳng hạn, mình chỉ thu hẹp cái chuyện trong cuộc chiến Việt Nam để mình nói cho nó dễ, thì cái nhìn của họ đối với lại những cái người ký giả ngoại quốc như là người Mỹ có vẻ là có ác cảm. Không phải riêng gì chỉ có ông cậu tôi, mà tôi được biết là ngay nhà báo Uyên Thao cũng có lần nói với tôi là ôi, những cái thằng đó, nó ngồi Caravel nó uống cà phê tối ngày nó đâu biết gì đâu. Rồi ông cậu tôi thì cũng có lần cũng bảo tao ghét cái thằng David Halberstam, nó nhìn người Việt có vẻ khinh miệt lắm, coi như là một cái ấy khác. Đó là cái nhìn của hai giới ký giả khác nhau. Nhưng mà riêng tôi thì một bên là ông cậu tôi và một bên là tôi đọc theo cái kiến thức để mà tôi hiểu những người. Lúc đầu thì tôi cũng có suy nghĩ, tôi nghĩ là tất cả những người Việt Nam nào mà sau 75 đều có ít nhiều chuyện xúc động đối với bên ngoài. Và khi mình nhìn xúc động như vậy thì mình dễ nhìn một cái ấn tượng, nhìn một cái đối tượng nào để mà mình mình gọi là đổ thừa thì hơi quá. Nhưng mà nghĩ là phải có một lý do gì đó ngoài cái lý do là tại sao phe mình chiến đấu oanh liệt như vậy, phe mình có những lý tưởng đẹp như vậy, phe mình có những cái cuộc sống như vậy mà mình lại thua. Thì cái câu trả lời đó thường thường người ta hay quy kết là bởi vì các ký giả ngoại quốc. Ký giả ngoại quốc. Vâng.
nhất là ký giả Mỹ đã không nói rõ hoặc là đã không nói thật về những cái gì họ thấy. Nhưng mà cái tính độc lập của người ký giả của Hoa Kỳ hoặc là những người làm tin tức ở tại Hoa Kỳ, họ rất là độc lập với chính quyền. Họ không có chạy những cái bản tin chỉ có lợi cho chính quyền mà thôi, tại có nhiều khi họ đối chất với lại chính quyền. Bằng chứng là chúng ta ở đây sau nhiều năm ấy, thì chúng ta cũng thấy là để tứ quyền rất là quan trọng và cho thấy được cái vị trí của họ ở một cái vị trí nào đó có thể ảnh hưởng được rất là nhiều thứ, mà ảnh hưởng tốt chứ không phải là ảnh hưởng xấu. Và riêng cái ông Walter Cronkite khi mà ông đi đến Việt Nam rồi ông đi về thì ông cũng tạo được một số những cái khuynh hướng của người Hoa Kỳ khi mà họ nhìn về chiến tranh Việt Nam. Vâng, thì cái đó là cái điều mà tôi nói là cái sự hiểu lầm. Hồi nãy thì tôi chỉ nói là cái nhận định và cái cảm xúc của người Việt Nam, nhưng mà tôi chưa nói đó là chỉ là một cái khía cạnh, nhìn theo khía cạnh của mình thôi. Còn thí dụ như cái chuyện mà đệ tứ quyền thì tôi nghĩ là ở Việt Nam mình cái nền làm báo hồi đó nó còn sơ khai, ít có người để ý đến cái chuyện đó, mà họ cũng không biết là thật sự nó giới hạn ở đâu, bởi vì cái nền dân chủ của mình nó còn sơ khai. Những cái mà ngay cả những cái về căn bản như là quyền công dân thì nó cũng chưa hẳn là rõ ràng, hay là những cái giới hạn về báo chí chắc hẳn là nó cũng, tôi không hiểu là người ta suy nghĩ như thế nào và người ta định vị như thế nào. Tại vì những cái câu người ta nói là có thể là mình nói sự thật nhưng mà mình phải biết ngừng lại ở một chỗ nào đó. Nhưng mà cái khó ở đây là cái chỗ nào đó là chỗ nào? Chỗ nào thế mới gọi là vấn đề giới hạn. Và riêng cái vấn đề mà quy kết như là tôi vừa mới nói là cái khía cạnh của người Việt Nam mình nhìn, thì trong một trong những bài báo tôi đọc do ông Arno Isaac viết vào 2016 có cái tựa đề là No American Journalist Did Not Lose the Vietnam War or Disparage the Soldier Who Forgot It. Nên là mình tạm gọi là không, ký giả không phải là những người làm cho cuộc chiến thua cuộc, mà họ cũng không có phỉ báng gì những người Mỹ đang chiến đấu ở Việt Nam cả. Thì ông nói ông nêu ra những cái sai lầm đối với dư luận. Tại sao? Trước hết ông nói là tại sao có những cái rõ ràng là mình thấy sai mà người ta vẫn chấp nhận. Thí dụ như là ông Michael Hare, ông có viết một cái quyển gọi là Dispatch, có vẻ như là bênh vực Bắc Việt hoặc là như thế nào đó. Mình không đi sâu vào cái quyển sách Dispatch chỉ là làm cái gì, nhưng mà dư luận lên án là ông đã dùng cái đó mà ông không biết giới hạn của ông, để cho bên Bắc Việt lợi dụng rồi dùng cái đó để tăng uy tín của mình và làm cho cuộc chiến Việt Nam mình kết thúc nhanh hơn, làm cho miền Nam mình thua cuộc, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà thật ra cái quyển đó nó rất là buồn cười là nó xuất bản vào năm 1977 mà Việt Nam mình mất năm 1975, thì dù ông có viết cái gì đi nữa mình cũng không thể nào mà mình nói là cái chuyện đó nó lợi dụng cho Bắc Việt được. Thành ra cái chuyện đó, nhưng mà người ta vẫn, khi mà người ta muốn tin thì người ta muốn tin. Cái điều thứ hai nữa ông đưa ra là có một bình luận gia là ông Elgis Villanus, ông viết về cái review mà gọi là Report Việt Nam. Ông review đó, ông duyệt lại cái quyển sách đó, là tức là một bộ gồm hai quyển, nói về những vấn đề mà nói về những gì tường thuật những tin tức ở Việt Nam. Thì ông bảo là ông kết luận, ông viết xong một cái bài nghĩa, ông kết luận là tất cả những cái nhìn, cái quan niệm của những ký giả đó đều cho rằng Mỹ thất trận ở Việt Nam, tức là một chiến thắng của luân lý. Nhưng mà cái điều lạ lùng là trong 1.500 cái trang sách của hai cái volume đó, ông không có trích dẫn được bất cứ một lời ký giả nào mà nói để đưa đến cái kết luận đó. Yeah. Thì ông viết lung tung hết, nhưng mà cuối cùng ông kết luận là như vậy. Tức là mình thấy cái chuyện rõ ràng nó hẳn sai là như vậy, nhưng mà cái người ta chỉ, cái câu mà ông đưa ra là quan điểm của tất cả các ký giả là khi Bắc Việt thắng cuộc, tức là có thể xem như một chiến thắng của luân lý, thì không có hề trích dẫn của bất cứ người ký giả Mỹ nào hết. Yeah, xin được cảm ơn Dũng. Yeah. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình của chúng tôi phỏng vấn anh Phan Lê Dũng để tìm hiểu về cái vai trò ký giả trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây và xin trở lại trong phần 2. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Việt Tộc Foundation kính mời quý vị tham dự dạ tiệc gây quỹ, giúp anh chị em sắc tộc tại các vùng cao nguyên Việt Nam tại nhà hàng Harvest Moon ngày thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2019 vào lúc 6:30. Để giữ vé xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Trần Thanh Tùng 571-344-4100, Nguyễn Hữu Anh 202-375-9221, Đặng Nguyên Đức 301-437-5420 và Sài Gòn USA 703-373-9201.
1-800-799-2277. Thưa quý vị, cuối tháng 8 vừa qua, tổ chức Aesthetic Everything đã trao giải thưởng cho những công ty, những sản phẩm hoặc những cá nhân xuất sắc trong ngành sức khỏe và thẩm mỹ tại Beverly Hills Hollywood. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận giải Top Medical Massage Chair, tức là ghế massage vật lý trị liệu hàng đầu do nhiều bác sĩ giỏi bình chọn. Top Medical Massage Chair. And I'm expecting massage chair in the mail. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Vinh dự này cho công ty Luraco nói riêng và cho cộng đồng Việt Nam chúng ta nói chung. Ghế massage Luraco vinh dự được phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, được sử dụng trong các bệnh viện cựu quân nhân, trong các đại công ty, trong các trường đại học, vân vân. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ghế massage Luraco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Văn phòng luật sư Frederick J. Day. Văn phòng chúng tôi đã đem đến sự đoàn tụ cho nhiều gia đình và du lịch từ Việt Nam sang thăm thân nhân, bảo lãnh cha mẹ, anh em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con ngoại hôn, xin visa re-entry permit, lập công hàm độc thân, bênh vực khi bị trục xuất, kháng cáo khi hồ sơ bị bác tại Việt Nam, điều chỉnh tình trạng cư trú, lập thẻ xanh, green card. Sẵn sàng phục vụ đồng hương tại địa chỉ 5641 Columbia Pike, Fortress, Virginia 22041, số điện thoại 703-845-1999 hoặc 703-845-8723. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fortress, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com.